Canary nha. Những bạn nào mà thích tiệc gói chocolate Dove thì không thể bỏ lỡ mấy em sticker này nha. Đợt này thì Canary về rất là nhiều mẫu sticker và nốt mới. Các bạn hãy ghé ngay Shopee của Canary để ring các bé về nhé. Link Shopee của Canary thì mình để ngay ở trên phần bio TikTok. Lại là một đơn hàng khủng nhưng mà đến từ bạn Hồng Ân nè. Mong Ân đã ủng hộ chị Vi nha. Chiều chị Vi đã đăng một cái video gói hàng khổng lồ rồi thì bây giờ lại có một đơn khổng lồ nữa nè. Thật sự là cảm ơn Ân rất nhiều luôn ấy. Đó, như các bạn đã thấy là em ấy mua rất là nhiều mẫu và số lượng mỗi mẫu rất là nhiều luôn nha. Ân lúc trước thì cũng đã mua bên Vi một lần rồi và đây là lần thứ hai em ấy quay trở lại nè. Này thì đơn siêu to khổng lồ luôn. Và đây rất là nhiều móc khó luôn nha. Bây giờ thì Vi sẽ cho tất cả hàng vào thùng hàng siêu to khổng lồ. Đây là những hàng mà lúc nãy Vi đã gói rồi. Và đây là rất nhiều set sticker luôn nè. Một sắp luôn ấy, mẫu đó em ấy mua hình như 50 set hay là 60 set gì lận á. Hiện tại thì Vi vẫn mở bán bình thường ở trên Shopee và Instagram nha. Cho nên nếu mọi người muốn mua thì hãy lên đó và inbox Vi nha. Ta-da, thì đây là quà tặng và Vi sẽ tặng cho em Ân nè. Mong rằng em ấy sẽ thích những món quà tặng này của Vi nha. Ta-da, thì đây là quà tặng mà lúc nãy Vi quay á, Vi đã gói lại rồi. Là hàng của chị Trắng, Vi cũng đã gói lại và cho vào hộp vì chị Trắng và Ân gửi chung ấy, cho nên là Vi sẽ cho vào thùng hàng này luôn. Cảm ơn Ân và chị Trắng rất nhiều luôn nha, bye bye. Và Vi cũng có trang trí một tí nè. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là con gió ngang trời. Mọi người xung quanh với nhau cho tôi biết cô thấp không về nữa đâu. Đàn tròn niềm